bạn nha. Thì hôm nay đổ nấm nè, đổ cột lên rồi mới xây, xây tường lên. Đổ cột. Bữa trước thì mình đổ móng, giờ đổ cột luôn rồi. Cột lên. Cột xây. Thank you.
Đó nghiền chú leo lên lạc ạ. Còn ngá nè. Trời này. Nhìn canh cột nó ngay không rồi. Mình luôn. Rồi kết thúc video đây nha mọi người. Mọi người đặt nhà tiền chế đó, của nền luôn á, thì liên hệ mình nha, số điện thoại 0358888
0 0 0 1 2 10. Rồi, em chào mọi người.